Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật 24 giờ qua trong bản tin tối nay của chúng tôi. Chiều 13 tháng 10, gió lốc làm 3 ngôi nhà tại thôn Xuân Quý, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tốc mái, làm một người bị thương nhẹ. Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tối qua đến sáng nay 14 tháng 10 khiến một đoạn đường tại quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên ngập sâu gần 1 mét. 11 giờ trưa nay, tại thôn Kiều Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, nước ngập sâu gần 1 mét, phương tiện di chuyển khó khăn. Hiện nay 17 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do công ty thủy lợi Quảng Nam quản lý thì có 15 hồ tích nước từ dưới 50% đến 62%. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, giao thông trên các tuyến thủy nội địa tại tỉnh Quảng Nam hoạt động hạn chế, riêng các tuyến Hội An, Cù Lao Chàm vận tải hành khách ngừng hoạt động. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lũ. Khu dân cư Khai Càn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và khu vực ngoài bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng bị ngập nặng sau đợt mưa lớn. Nhiều nơi ngập sâu cả mét, nước tràn vào nhà dân. Bà con vất vả lo di chuyển cây gạc đồ đạc lên cao. Đến tối nay, nhiều người đi làm trở về nhà vẫn còn kẹt lại đầu cầu vượt ngã ba Huế. Đi làm về mà bị kẹt lên này, chị em đó. Cháu đi làm ở đâu chị ạ? Trên đoàn bến xe. Đoạn đường từ ngã ba Huế vào bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, người lộ bộ ngập đến ngực. Cơ quan chức năng phải giăng dây, cử lực lượng ngăn không cho người phương tiện qua lại. Dạ, em thì em chạy ra bến xe để đón ông ba vợ, ông ra ông thăm cháu, mà đi trúng ngày mưa nè, cứ mưa ngập ông cạn ở bến xe rồi. Mình hỏi thăm xem là trong chỗ ông thì bây giờ thế nào và có cách gì để qua đây không? Dạ, chịu ra chờ đứng ra chắc chờ nước rút mới đi được thôi chứ, chờ đường một ngập hết là hôm qua nó không được nữa. Mưa lớn làm nhiều tuyến phố, khu dân cư ở thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, phương tiện xe máy bị chết máy. Người dân phải dắt bồ về nhà. Còn đi được anh ơi? Mưa cả ngày nên cho nên nhé là chiều nay á nước ngập vô một số nhà ở sát đường Vương. Do là cống thoát nước nó không được đảm bảo. Mấy năm á thì mưa như thế này thì nước vẫn rút được. Nhưng mà bây giờ là cống rãnh coi như là nó bị ngạt sao đó. Cái này nhé là mưa mặc dầu không phải lớn lắm so với những cái trận mưa trước nhưng mà nước vẫn ngập vô nhà. Tròn một năm sau trận mưa lịch sử năm 2022 gây nhiều thiệt hại, hôm nay thành phố Đà Nẵng lại hứng chịu đợt mưa to gây ngập nhiều tuyến đường khu dân cư. Một số tuyến phố như Hàm Nghi, Phan Đăng Lưu, Trần Xuân Đê, Lê Thanh Nghị bị ngập sâu. Lực lượng chức năng phải đặt barrier rào chắn không cho phương tiện qua lại. Thượng tá Phan Văn Hương, Trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, khu vực Thanh Khê nhiều tuyến đường ngập cao, đơn vị đã bố trí các lực lượng ứng trực không cho người phương tiện qua lại ở khu vực nguy hiểm. Mưa lớn đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền với lưu lượng tăng dần. Theo đó, hầu hết các địa phương vùng hạ du đã thông báo đến người dân chủ động kê dọn đồ đạc, chuẩn bị lương thực thực phẩm ứng phó mưa lũ. Nhà bà Lê Thị Hương ở ven sông Bồ, thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, nước đã vào tận hiên nhà. Ở khu vực của sông Bồ ở chúng em đây là thường xảy ra lũ lụt, thường hay xảy ra lũ lụt thì khi ứng phó thì người dân thì kê cao đồ đạc và chuẩn bị thức ăn trong vòng 10 ngày. Ở vùng thường xảy ra ngập lụt nên phương án 4 tại chỗ được chính quyền địa phương và bà con nhân dân khu vực hạ du sông Bồ chủ động triển khai ứng phó. Bà con làng xóm giúp đỡ nhau kê dọn đồ đạc thóc lúa. Là nghe thông báo là huyện Quảng Điền là thông báo xả lũ thì anh em chúng tôi cũng giúp đỡ nhau ra vùng sâu là và anh em tôi cũng giúp đỡ với nhau. Tại là kê đồ đạc lên đường vừa dưới lúa mạ nói chung là trong nhà của chị là kê cao. Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đã lên phương án sẵn sàng ứng phó khi nước lũ dâng cao. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ đã nắm chắc số hộ, số khẩu cần phải sơ tán di dời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phương tiện cần thiết để sơ tán di dời dân khi có lệnh. Hiện nay thì trên văn xã có một số vùng thấp trũng, thì phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Thì trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của cấp trên thì đã có bố trí
một số cái phương tiện ghe để cho bà con có thể là trong quá trình mà di dời khi mà bão lũ xảy ra. Đặc biệt là cũng có cái phương án là hiện tại là trên địa bàn xã thì có cái những khi mà có thì thiên tai bão lũ thì bán xã đã nhanh chóng truyền thực hiện cái thông báo trên hệ thống thông tin cũng như là các tin nhắn qua các cái phương tiện Zalo, Facebook để cho bà con kịp thời nắm và có thể có các biện pháp phòng tránh kịp thời. Diễn biến mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế rất phức tạp. Mưa cường suất lớn vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt các tuyến nội đô thành phố Huế và các xã thuộc các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền và thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó ngập lụt, sạt lở, không được chủ quan lơ là, nhất là vào thời điểm ban đêm. Theo trình báo của thầy giáo Lê Văn Lâm, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, ngày 5 tháng 10 vừa qua, một nhóm đối tượng mạo danh cán bộ điều tra công an tỉnh Kon Tum và Bộ Công an liên lạc qua điện thoại thông tin về việc thầy có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy lớn. Để không ảnh hưởng đến người thân trong gia đình cũng như được minh oan, dưới sự dẫn dắt và gây áp lực của nhóm đối tượng lừa đảo này, thầy Lâm đã vay mượn 1 tỷ 100 triệu đồng gửi vào tài khoản ở ngân hàng Vietcombank rồi bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Cùng với thầy giáo Lê Văn Lâm ở thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, cô giáo Hồ Thị Thu Sương, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn cũng vừa bị các đối tượng lừa đảo trên mạng chiếm đoạt 270 triệu đồng. Trình báo của cô Sương cho thấy, ngày 9 tháng 10 vừa qua, cô đăng ký tham gia chương trình bình chọn Zing.mp3 cho ca sĩ. Theo yêu cầu của chương trình, số tiền phải nộp cho mỗi nhiệm vụ tăng dần đến 100 triệu đồng. Đỉnh điểm, các đối tượng yêu cầu cô giáo phải nộp 220 triệu đồng thì mới lấy lại được số tiền 100 triệu đồng đã nộp trước đó. Trong tình huống gia cảnh khó khăn, lại đang có chuyện buồn, cô Hồ Thị Thu Sương đã vay mượn 170 triệu đồng nộp cho chương trình rồi mới nhận ra mình đã bị lừa. Việc các thầy cô giáo ở huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum dính bẫy lừa đảo không chỉ thiệt hại về kinh tế của cá nhân mà còn khiến đơn vị nơi thầy cô công tác thêm việc, thêm trách nhiệm. Về nguyên nhân dẫn đến việc nhiều thầy cô giáo trên địa bàn huyện dính bẫy lừa đảo trên mạng, bà Lê Thị Nhung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cho rằng có rất nhiều lý do. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tạm giữ đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng, nổ súng làm một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1997, trú tại 4/136 Cao Thắng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, và chị BTN sinh năm 1974, trú tại lô 1 khu công nhân An Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, có mâu thuẫn do vay nợ nhau từ trước. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 7 tháng 10, Thắng cùng hai thanh niên hẹn gặp nhóm chị BTN gồm 4 người tại khu vực đường Phạm Huy Thông, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, hai nhóm xảy ra xô xát, Thắng đã rút súng ra bắn làm một người trong nhóm chị BTN bị thương. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập nhóm của Thắng và các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, Thắng đã giao nộp một khẩu súng dạng côn xoay, vũ khí quân dụng cho cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Nguyễn Hữu Thắng vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tối ngày 13 tháng 10, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á chưa có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự so với đội hình xuất phát trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trước đó. Mặc dù các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất nỗ lực khi được huấn luyện viên Philippe Chu-xie trao cơ hội, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Uzbekistan. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Không những thua trận, đội tuyển Việt Nam còn tổn thất lực lượng khi Quang Hải dính chấn thương phải rời sân từ sớm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, Quang Hải bị đau ở bắp chân sau, tình huống cố gắng đi bóng vượt hai cầu thủ Uzbekistan ở giữa sân. Đó cũng là lý do tiền vệ này phải rời sân ngay phút thứ 16. Trong trận đấu với Uzbekistan, Quang Hải sẽ được bác sĩ đưa đi chụp chiếu vào sáng nay ngày 14 tháng 10 ở Trung Quốc. Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Philippe Chu-xie cho biết, về mặt tổng quát, tôi hài lòng về tinh thần và sự nỗ lực của cầu thủ được tung vào sân, về sự đồng bộ hệ thống, tập trung của cầu thủ. Tuy nhiên, tôi chưa hài lòng về các thời điểm đội phải làm được tình huống, chuyển từ không sang bóng, có bóng để phản công, cũng như vài thời điểm có bóng bị sai số và để đối phương đoạt lại dễ dàng. Ba trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 này không đối thủ nào dễ dàng. Sau hai trận đấu vừa qua, chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, hồi phục, rút kinh nghiệm, mổ băng các tình huống để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Hàn Quốc. Chúng tôi đối đầu đối thủ mà ai cũng biết rằng họ mạnh hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi đề ra ở trận đấu này là phải tập trung vào tổ chức tốt khâu phòng ngự không bóng.
Rõ ràng, có thể thấy rằng ba đối thủ ở trong tháng 10 này đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong các trận đấu này, chúng tôi phải dành sự tập trung nhiều hơn vào khâu hoàn thiện và làm tốt tình huống kiểm soát phòng ngự, tình huống mở, chiến lược gia người Pháp nói thêm. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ nán lại tập luyện thêm một ngày tại Trung Quốc trước khi di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10. Trận đấu gặp Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Suwon, cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10. Khi được hỏi về sự kỳ vọng đối với các học trò khi phải đối diện với đội tuyển đang xếp hạng 26 thế giới, huấn luyện viên Philippe Chaussier cho biết, như đã đề cập, trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc, tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Trận gặp Uzbekistan là bài kiểm tra thử sức tốt cho toàn đội để hiểu rằng độ khó trên trận tới còn cao hơn nữa. Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự, cải thiện hơn, chắc chịu hơn cơ hội chúng ta có được, tình huống chuyển đổi có bóng để tạo ra tình huống có thể ăn bàn. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp tối, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.